Anh Đức ơi, có cơm rồi nè, ăn cơm đi. Đó muốn xỉu luôn, anh ấy Liên Ngon nãy giờ làm mà anh chết luôn. Đi có chút xíu, xỉu gì trời. Ủa đi từ 11 giờ mà tới 1 giờ mới mua được hộp 2 hộp cơm về. Thì cũng là số 1 mà. Biết sao em đợi người ta nấu rồi, thì ngồi người ta nướng nữa. Nói chung là nhiều chuyện xíu nữa. Trời trời trời. Dạ đi mua cơm mà giờ chờ nấu nè, chờ nướng nè, rồi chờ nhiều chuyện rồi chừng nào mới ăn. Chừng nào vậy thôi, trả 25 ngàn đi rồi ăn. Ê, nói nghe nè. Bây giờ là thường thường đi mua mình em mua hộp cơm 25 ngàn phải không? Đó, nhưng mà em ăn á, mà thí dụ mà em ăn mà không đúng cách, không đúng này cũng không có ngon phải không? Bữa nay anh sẽ chỉ cho em những cái mẹo mà ăn cái hộp cơm làm sao cho nó hay và khỏi tốn tiền. Là sao, là hồi đó giờ là ý anh nói là em ăn sai cơ. Đúng sai rồi, đúng rồi, ăn người ta phải là người ta gọi là có cái kiểu gì mà xanh điệu vậy đó. Xanh điệu gì thì bỏ mà nhăn nhăn ấy thôi chứ xanh điệu gì trời. Kiểu đó, bởi vì nhiều khi mình nữ á, cái mình đi ra đường á, cái mình ăn á thì người ta sẽ đánh giá mình, đánh giá đánh sạn, đánh muỗng vô mặt mình á. Giống như là bây giờ anh chỉ em ăn cái kiểu quý tộc quá phô. Đúng rồi, đúng rồi đó. Nhưng mà không có tính tiền hộp cơm nha. Nhưng mà anh chỉ hay mới được nha, còn mà anh chỉ không hay là em phải lấy nha. Hay hay, những cái mẹo này rất là hay luôn, rất là đơn giản nhưng mà có hay nhiều người á là không biết luôn á. Vậy hả? Bây giờ là anh chỉ em thử đi, bây giờ là em không biết là anh chỉ thử đi. Ok. Đó, để bây giờ mới đó mình chỉ cho Liên Ngô ăn cơm. À, đầu tiên thí dụ mà em mua cái hộp cơm giờ đi, là hộp cơm vậy đây. Đó, để hộp đó đi, để chỉ hộp này thôi. Đó, đầu tiên em mua cái hộp cơm giờ là như vậy. Dạ. Đó, bây giờ em mở ra. Đúng rồi, rồi xong rồi ăn. Đó, thường thường em lấy muỗng lên này để em ăn. Nhưng mà thường thường á là thịt nè, thì em chan nước mắm vô vậy thì nó không có đều, là em phải để thịt ra ngoài phải không? À đúng rồi, vậy cho dễ ăn. Đúng rồi, thì bây giờ mình phải làm sao mà cắt được cái hộp này ra cho đều. Thì bây giờ anh cắt ra đi, anh xé ra là được rồi. Đó đó, để loại sai đó. Cái cách cắt mình rất là đơn giản thôi. Mình mở cái cọng dây thun nè, trên hộp cơm là có cọng thun. Đây mình mở ra. Đây mình sẽ chồng vô ngay chỗ đây nè, mình để buông xuống. Đó. Để gì đừng cho nó nghiêng xuống gì đó hả? Phải không? Đó, nó chịu lại đúng không? Không biết đó, thì để người ta dạy cho. Đây cái mình đậy cái nắp lại. Rồi đây, đem đi cắt. Đó, mình đem vô mình cắt. Cái này nó áp dụng với trường hợp mà bún này nó cũng được luôn nha. Đây, mình nắm cọng luôn, mình kéo. À, là ra cái hộp rất là bằng đó. Nhưng mà em thấy chưa hay. Chưa hay, hay luôn. Nè nè, làm lại thứ hai hay không biết à. Còn nhiều cái mẹo để ăn cơm lắm. Cái gì? Là để giống như thích phải không? À, bỏ vô đây. Nằm khi em mua đồ về nhậu nè đó, mà cái hộp lật bật á thì em có thể lấy con cung em làm. Nắm đâu nè. Nắm kéo từ từ qua. À là kéo gì đó. Hả? Mở ra. Đó, nó chọc luôn ha. Cũng chưa hay lắm nha. Đó, trời chưa hay mới chịu. Giỡn em phải rồi đó. Có muỗng chưa? Rồi, đó, thì bây giờ mình nè, lấy cái lấy đây. Thịt ra đi. Ý, có hộp cơm này nhiều quá. Lấy trứng ra nè. Lấy thịt ra nè. Lát anh chỉ em một số mẹo rất là hay. Đây. Đó. Đây lấy ra thịt ra nha. Phan ăn nha. Thì á bây giờ trước khi ăn em biết làm gì không? Thì ăn thì chan nước mắm. Đúng rồi đó, trời ơi, thông minh. Thường thường mà cái bọc nước mắm vậy nè. Đó, cái bọc nước mắm mình mới mua về đó, vậy á là mình muốn chan vô mình chan sao? Em gỡ cọng thun ra em chan vô. Cái nó dính tay dính gì tùm lum lá chân. Và thứ hai em mở cọng thun á, bỏ cái bọc á thì nó bị lật bật. Đây bây giờ em sẽ kiếm cái góc nè em để xuống. Rồi sao chan? Thì để đi em chỉ cho cách đỡ làm. Đây mình sẽ kiếm một cái góc nào mình để xuống. Đây mình nắm ngay ở cái khúc ở trên nè. Đây đó, mình sử dụng cái cây muỗng của mình nè, mình đâm đúng một lỗ. Xé cái gỡ rộng ra. Rồi bây giờ em đâm thử rồi. Đây cây muỗng mình nè. Đó, ngay chỗ góc trên nè. Đó, đâm một lỗ rộng, xé nhỏ nhỏ ra. Đó, biết làm gì không? Rồi bây xong giờ mình cầm lên. Cầm lên sao? Em chán. Trời ơi, vậy sao gỡ cầm như không ra được rồi. Cần chi mà xọt cái lỗ anh Thức. Vậy hả? Đây nè, cái cách trang không phải vậy. Đây mình nắm nè, mình đưa vô nè nhìn nè. Sọt lỗ là xong nè, mình lấy cây đũa sọt cũng được, cây muỗng sọt được nè, mình đưa vô nè. Đó, nước mắm nó chảy ra mình trang nè. Đó. Chứ ai đó. Có nghĩa là ăn nhiêu là trang nhiêu hả? Đúng rồi, ăn bao nhiêu là trang bao nhiêu. Ủa sao nó sớm trời, bắt công cầm dơ cái tay lên, nó dơ cái tay. Cái này là ăn mà không biết hỏi nè. Thì ai biết đâu, ăn thì cứ chan vô mà ăn thôi chứ sao nè, biết. Nè mình nè. Đây nó xịt ra là muỗng không? Đó, có mình chan lên cơm nè. Đó. Tại vì có một cái lỗ này rồi là nó sẽ ra, lỗ không có văng luôn. Đó, chan lên thịt. Em hiểu rồi. Nói chung là cái này cũng tiện quá nè. Và thứ hai á là mình có thể là nước súp cũng vậy luôn.
Ở nước súp á, thí dụ mình ăn cơm ở ngoài đường á mà nó trong bọc vậy nè thì mình không có cách nào á là mình húp được hết trơn á. Thì mình nói là thường thường em ăn hết cơm rồi mới ăn nước súp phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đây, thường thường mình cũng lấy một muỗng nè, mình đâm một lỗ lên. Đó, phát Ở cái trên. rộng lên. Đó, xong đưa này đưa vô nè. Đó, nước súp chảy ra. Húp. À, thì ra Em là chưa, em chưa? vậy anh để chỗ này nè cũng được Đó, mà. đó. Đây, Wow. húp nước súp. Nói chung là ăn nhiều hấp nhiều Đúng nha. rồi, chỉ cần á, là đâm một cái lỗ trên cái bọc thôi Dạ. nha. Đây mình à, mình để vậy là nó không chảy nè. Đúng rồi, đúng rồi, em hiểu rồi. Đó. Thấy không? Ăn cơm là phải có những cái mẹo. Đúng rồi. À, bây giờ anh hỏi anh đố em một cái nè nè không? Thường thường á, thí dụ mình ăn cơm á, mình ăn cơm ngoài tiệm á, Ừ. thường thường tại sao người ta là lại cho mình một cái muỗng và một cái đũa, Trời mà học. nĩa mà không tâm đũa không cho đũa? Tại vì thường thường á là ăn thì phải có muỗng ăn cơm mà, ăn Đúng muỗng, rồi, còn cái nĩa này á thì làm bây giờ anh sao? sắn cục thịt ra nè. Rồi xong anh đưa vô miệng anh nhai, có gì thôi cũng hỏi. Đưa cắn từ miếng miếng phải không? Ừ. Đó, nhìn vậy Giống quý là tộc cơ. nó cái đó là mất lịch sự, nó đẹp Sao mất lịch sự gì nè. chứ ăn sao nữa? Có những khi á là cái người ta gọi là cục thịt nó bị dai á, em biết mà, sườn miếng không, nó bự cho bá vậy nè, xong em cầm lên cái em xé cái đưa vô miệng cắn nó văng tùm lum lá chưa. Mình là người ta là đưa cái muỗng với cái nĩa này nè, ăn cho mình nó là xé thịt ra Xé thịt đó, tại sao không đó. đưa cái dao đi chỗ lẹ? Ủa, cái muỗng cái nĩa xé ra thì thịt nó sơ nó ngon hơn, tại cái muỗng cái nĩa là để dành giữ miếng thịt lại, còn cái muỗng á là để dành xé thịt. Thường thường là em ăn á, thường thường anh thấy người ta hay ăn cái kiểu này. Đây đây có miếng thịt vậy nè, người ta lấy cái nĩa là ta chịu lại phải không, cho cứng phải không, lấy muỗng khứa Đúng rồi. khứa vậy phải không. À. À, như vậy á thì nó sẽ nhầm, khi miếng thịt nó bự quá nó không ra, mình nó là áp dụng theo cách này nè. Cây nĩa đâm xuống, cây muỗng để kế bên, đây làm cái lực đòn bẩy nắm xé nó ra À, thì đó. ra là như vậy. Đây nè, cây muỗng cây nĩa để xuống nè, cây muỗng nè đưa nè, cái đảo ra nè, thấy không, tạo lực cái đòn bẩy nè. Đây là hai cái nó gộp lại nè, nó bẩy cái miếng thịt ra. Nhìn miếng thịt mà nó là không phải là miếng thịt cắt, cái miếng thịt nó sơ ra nó rất là đẹp, chan nước mắm nước dừa chấm nó cũng thấm hơn. Đây như vậy rồi đó. Đây người ta cắt nè, như miếng thịt này rất là dày phải không, cây nĩa đâm xuống, cây muỗng để kế bên nắm xé miếng thịt ra đó. Đây đó. Đó. Xé cái này mình á là xé cho con nít ăn cũng dễ nữa, tại cây nĩa là đâm dính rồi, cây muỗng mình á chỉ cần đưa vô đưa ra là lấy miếng thịt gan nè. Rồi em hiểu rồi. Vậy vậy không có giơ tay, không cần giơ tay ha. Đúng rồi, không có cần giơ tay rồi, không có cần xé nữa. Đây cây nĩa đâm xuống, cây muỗng đưa ra, đó là có một miếng thịt ăn Anh gọi là ăn kiểu quý tộc là vậy nó đó không. hả? Bây giờ ăn cơm thôi mà cũng phải có một cái chỗ mẹo. Đúng rồi, giống như là cái bình nước mắm nè, anh đâm cái mình muốn nhiều ăn nhiều cái mình chắc ra vậy nè, Đúng rồi đó chảy ra cái mình chan nó, chứ nhiều đó, khi cái mình chan vô trực tiếp luôn á, nhiều khi em thấy nó nhiều lúc cái mình không có nó bị cần nhiều. được, cái nó bị mặn ha. Và thứ hai là cái bịch mà súp nè, là mình có thể là húp theo cách này nè, nó đưa Đúng ra nè, rồi, đó nhiều đưa vô khi đi húp làm cái công ty này kia gấp gấp đó. cái nè. Là không phải là làm công ty giống vậy, trong cái trường hợp như mình ở nhà thôi cũng vậy nữa, Ừ. mình cũng phải là áp dụng theo những cái cách này nọ nó kia để ra làm sao mà cho nó tiện lợi nhất.